Phật giáo phương Đông có giảng về niệm Phật, Kitô giáo phương Tây giảng tín Chúa. Nhìn chung, cả hai đều giảng rằng con người có đức tin thì sẽ được cứu độ, có thể lên Phật quốc hay thiên đàng. Những điều này tưởng chừng rất đơn giản, nhưng có người lại đặt ra câu hỏi: vậy giết người rồi niệm Phật hay xưng tội tín Chúa thì có lên Phật quốc hay thiên đàng được chăng? Vì sao nói người có đức tin thì được cứu? Thế nào là một lòng niệm Phật? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Trong kinh sách Phật giáo có chép một câu chuyện như sau. Có một lần vua Di Lăng hoài nghi về Phật Pháp nên đã hỏi một vị tỳ kheo rằng: trong giáo lý nhà Phật có giảng, con người thế gian làm việc ác, mặc dù tội ác tày trời, nhưng nếu trước lúc lâm chung mà có thể một lòng niệm Phật thì nhất định sinh mệnh sẽ có chốn tốt để về. Những lời này khiến người ta khó mà tin được. Trong kinh Phật lại giảng rằng con người nếu giết hại người khác tức sẽ rơi xuống địa ngục. Lời này cũng khiến ta rất khó lý giải. Vị tỳ kheo nghe xong liền đáp: xin hỏi nhà vua, nếu tôi đem một hòn đá nhỏ đặt trên mặt nước thì hòn đá kia sẽ chìm hay nổi? Vua Di Lăng trả lời: tất nhiên là chìm ngay. Vị tỳ kheo lại hỏi: vậy nếu tôi đem một tảng đá lớn đặt trên một chiếc thuyền thì tảng đá đó có chìm xuống nước hay không? Vua lại nói: sẽ không bị chìm vì đã có thuyền nâng. Vị tỳ kheo nhẹ nhàng nói tiếp: tảng đá lớn đặt trên thuyền sẽ không bị chìm xuống nước, cũng giống như người làm việc ác vậy. Đến cuối cùng, nếu họ một lòng niệm Phật, Phật Pháp sẽ giống con thuyền kia, nâng đỡ, không để họ rơi xuống. Điều này có gì là khó tin đâu. Còn hòn đá kia tuy nhỏ bé nhưng không có vật nâng đỡ, cho nên đặt trên mặt nước thì chìm ngay xuống dưới. Giống như một người không tin Phật Pháp mà hành ác thì sau khi chết sẽ bị xuống địa ngục vậy. Chúng ta đều biết rằng hình tượng của thần Phật hay Chúa là những bậc giác giả từ bi. Các ngài ấy dạy con người cần sống lương thiện, chân thành và khoan dung. Mỗi người khi gặp nạn đều có thể khẩn cầu thần Phật phù hộ cho được bình an, thậm chí với người trước kia từng làm điều xấu. Nhưng nếu trước khi lâm chung có thể thành tâm sám hối, cầu xin thần Phật tha thứ che chở thì cũng sẽ được khoan dung cấp cho cơ hội sửa sai trong luân hồi. Tuy nhiên, có những dạng người mà thần Phật sẽ không bảo hộ cho họ. Với kẻ ác khi đối mặt với cái chết, trong tâm thường lạnh lẽo. Kẻ bất tín thì tâm bấn loạn. Những người ấy liệu có thể thật tâm nhớ tới lời Phật hay Chúa chăng? Thế nào là một lòng niệm Phật? Hàng ngàn năm nay, trong các tôn giáo đều giảng rất đơn giản. Niệm Phật, xưng tội, tín Chúa là có thể được cứu độ. Nhưng nếu chỉ đơn giản là thế, thì việc gì Chúa Giê-xu phải giảng đạo mất hàng bao nhiêu năm tháng? Việc gì Đức Phật Thích Ca phải giảng Pháp mà đời sau chép lại cả nghìn cuốn kinh thư? Bởi vì đạo lý tu luyện chính là niệm Phật thì cần làm theo lời Phật dạy, tín Chúa thì cần làm theo lời Chúa bảo. Còn như miệng niệm Phật mà làm điều ác, vào nhà thờ xưng tội trước Chúa rồi quay ra vẫn ngựa quen đường cũ thì cũng như lừa dối thần Phật, kỳ thực chính là lừa dối chính mình mà thôi. Chân thành, lương thiện, nhẫn nhịn là những đức tính mà các bậc giác giả chỉ dạy. Người nào làm được vậy mới là những người thực sự tốt. Còn những người bị tiền bạc thay thế thiện niệm, bái lạy Phật hay Chúa chỉ vì cầu được danh lợi cho bản thân, những người như thế ngay từ đầu đã mất đi phương hướng, tìm không thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống này. Những việc làm dối người dối mình kia dĩ nhiên không thể nào qua mắt được thần, nên cũng không thể đến Phật quốc được. Người có lòng tin chân chính là những người lương thiện, trong tâm luôn chứa đựng lời dạy bảo và ý chỉ của thần. Họ luôn vui vẻ, bao dung và biết ơn. Họ tin rằng thế gian có thiện ác hữu báo nên gắng sức không làm điều ác. Nhìn thấy cái sai của bản thân thì cố gắng không lặp lại, tôn sùng điều thiện và hòa ái, chân thành. Như vậy chẳng phải quá tốt hay sao?
Đạo đức là gì? Đạo là quy luật vận hành của trời đất vũ trụ, đức là biểu hiện của đạo chốn nhân gian. Người không tin vào các tiêu chuẩn đạo đức cổ xưa do các bậc giác giả lưu lại, không tin vào thiện ác báo ứng, thì bất kỳ điều gì cũng sẽ dám làm để đạt được danh lợi cho mình, không có đạo đức để ước thúc nhân tâm. Xét về bản tính thì con người có thiện ác đồng thời tồn tại, vậy nên với hạt giống lương thiện ở trong tâm chúng ta, hãy tưới lên nó đức tin đúng đắn. Được như vậy thì chúng ta mới có được hạnh phúc và bình an.